không ra được lưới. Rồi đúng một đàn nó đâm vào đây. Ui. Ở đây xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh chim di bằng lưới tăng hình nhá. Thì trong một cái video của ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ đối với anh em mới chơi là cách chọn địa hình cũng như là cách cắm lưới đánh chim di. Thì về địa hình thì hiện tại tất cả các tỉnh khu vực miền Bắc thì bà con nông dân là bắt đầu cấy lúa rồi. Thì chim nó sẽ dồn về những cái bãi kê. Đây ví dụ như đây là bãi kê này anh em này. Hoặc là những cái ruộng trâu mà bỏ không ấy, thì chim nó sẽ dồn về là ăn. Thì anh em chọn những cái địa hình mà ví dụ còn ruộng kê hoặc là ruộng trâu ấy, thì anh em tham khảo xem là khu vực đấy nó có gì ăn không. Có gì ăn thì anh em cắm lưới. Còn lưới thì anh em nên chọn cái mẫu lưới là 8 diềm 7 túi đấy, mắt 2 phân rưỡi cho tới là mắt 3 phân đấy, đánh thì nó hiệu quả, gỡ con chim nó rất là dễ. Cũng như là về cách cắm lưới thì anh em nên dựa vào những cái khu vực bờ rào này, dạng rào này đấy, một cánh. Khi anh em đuổi cái con chim nó sẽ chúi và nó sẽ đâm trực tiếp vào, nó chúi vào cái bờ rào này thì tỷ lệ nó sẽ dính nhiều. Đấy, ví dụ điển hình đây là một con chim. Đấy, còn ngày hôm nay đi đánh thì cùng với anh Chiến thì được hơn 100 con rồi. Đấy, dính khá là nhiều anh em. Đấy, đánh ở khu đây thì cái thứ nhất là nó khô ráo, ngày thứ hai là cũng hôm nay được công. Đấy, chim di hiện tại ở Bắc Giang đang là 7.000 đồng trên một con nhé. Đấy, anh em các tỉnh thành thì không biết được chim di giá phóng sinh như thế nào. Đấy. Chim này nhiều. Đây là một cánh dính vừa vừa. Đấy, chỗ này nó phải tầm khoảng 3-4 chục rồi. Đấy, dính rất là nhiều luôn. Tuyến di lâu rồi. Đấy. Chim. Chỗ này là một đàn 2-4-6 con dính một chỗ. Phi đúng một chỗ luôn. Đấy, con cúc. Nói chung là dính ở cánh này nhiều, cánh này nhiều nhất này. Nhỏ kêu lưu diu đấy, tím đen hết một cánh này luôn. Dính ăn đầu góc này nhiều. Đằng sau đây chắc được tổng khoảng 40. Kêu chín chít. Ui chỗ này nó mắc nó xoắn sợ thật, không ra được lưới. Rồi đúng một đàn nó đâm vào đây. Ui nhiều thật. Đấy, lưới đánh anh em chọn cái lưới như thế này thì khi chim nó vào nó đóng thì nó sẽ dính vào túi rất là sâu nhé. Đấy mà đánh tỷ lệ nó được nhiều hơn. Đây. Đây. Đồng hồ luôn. Rồi lốc nhốc kìa. Mắc hết xuống cỏ. Nhiều lắm anh ạ. Đây, chim đây. Đây, nhiều. Nói chung là nhiều chim lắm nhỉ. Hôm nay chắc được tầm khoảng 30 nữa. Đây. Đàn này thì mỗi hôm nó ăn ở đây phải tầm khoảng 200 anh ạ. Nhưng đợt này kê nó hết rồi thì nó bỏ đi. Khu vực bên này cũng được một tí đấy. Cánh này được tầm 30. Cánh này thì nó được tầm khoảng 60. Đấy, chắc phải tầm hơn 100 anh ạ. Nhiều. Thôi rồi luôn. Tuyền chim là chim. Đấy. Đa số chim nó sẽ dính ở những cái giường dưới thôi anh ạ. Còn những giường trên này là ví dụ những con chim nào mà nó bị va rồi nó không dính. Hoặc là nó đâm lên bên trên này thì nó chết này. Còn đuổi thì cầm theo một cái còi. Đấy, đợt này thì bên nhà em là cũng có bán còi đuổi di nhé. Đấy, có anh em nào mà có nhu cầu thì anh em liên hệ mua lưới, mua còi ở số điện thoại để ở góc màn hình video. Còn bây giờ thì xin chào nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.